Vâng, xin chào các quý vị và các bạn. Chào mừng các vị và các bạn đã đến với channel Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn của chúng tôi. Hôm nay tôi đưa ra một cái chủ đề, đó là luyện thiền tĩnh như thế nào cho tốt. Như các video trước tôi đã từng nói, luyện thiền tĩnh không phải là dễ. Nhất là những người mà tâm trạng đang không ổn định hoặc là cuộc sống đang còn nhiều cái éo le, phức tạp. Thì chúng ta luyện thiền sẽ rất là khó. Và chúng ta phải nên thiền động trước, tập thiền động trước. Và những ai đã được ổn định tâm tư, tình cảm, ổn định được cuộc sống, ổn định được mọi việc trong gia đình, thì tôi sẽ hướng dẫn luyện thiền tĩnh của cái video này. Luyện thiền tĩnh thì thứ nhất là chúng ta phải cho thân tâm phải hợp nhất. Thứ hai là chúng ta phải thanh thản. Thứ ba là trong cơ thể chúng ta khi có nhiều bệnh, chúng ta cũng không thể ngồi thiền lâu được. Và cũng không thể tập trung được các năng lượng để đi vào, chúng ta điều tiết năng lượng vào một cái khu vực. Tuy nhiên, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn cái video này để chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể làm được khi chúng ta bị bệnh tật. Chúng ta giảm thiểu bệnh và tự chữa khỏi bệnh bằng thiền tĩnh như sau. Thứ nhất là tôi nói thí dụ là quý vị các bạn bị đau quả thận chẳng hạn. Thì chúng ta khi ngồi thiền thì chúng ta có thể ngồi kiết già, bán kiết già. Hoặc chúng ta, những người có bệnh thì không thể ngồi như vậy được. Thì chúng ta có thể ngồi trên một chiếc ghế và hai chân thả xuống dưới đất. Làm sao tư thế thật khỏe, thoải mái. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải ưỡn ngực, thẳng lưng. Điều thứ hai là chúng ta sẽ điều tiết khí như sau. Một là chúng ta hít vào thì chúng ta quán tưởng khí đi qua luân xa bảy, và khi khí chạy từ luân xa bảy xuống dần và chúng ta điều xuống đến hai quả thận, và chúng ta nén khí giữ lại khoảng 3 giây, sau đó chúng ta lại thở nhẹ nhàng đi ra và chúng ta cũng quán tưởng khí đi qua luân xa bảy. Cái này là rất là khó, nhưng chúng ta có thể luyện trong vòng 1 tuần đến 10 ngày thì các bạn sẽ thấy một cái luồng khí mà đi qua đỉnh đầu chúng ta rất rõ rệt. Và cái quan trọng của cái thiền tĩnh là chúng ta điều được khí đến bất kỳ đâu mà chúng ta muốn. Nó khác với thiền động là chúng ta luyện về cái xương sống và luyện cho hai bán cầu não chúng ta cân bằng. Nhưng thiền tĩnh thì chúng ta lại có một cái mặt mạnh của thiền tĩnh, đó là chúng ta có thể điều tức khí đi bất kỳ đâu bằng cách quán tưởng. Và đấy cũng là một cách luyện não. Và khi chúng ta đưa khí vào một khu vực và chúng ta nén khí trong vòng 3 giây thì khu vực đó bắt đầu những chỗ ách tắc, tức là chúng ta đang có bệnh thì nó sẽ ách tắc, thì nó sẽ thông lại. Và đương nhiên khi các quý vị luyện thiền tĩnh thì trước khi luyện thiền tĩnh thì chúng ta nên phải luyện thiền động trước để cho khí huyết thông suốt trong cơ thể, rồi các bạn mới có thể ngồi đến thiền tĩnh. Chứ chúng ta đừng ngồi ngay thiền tĩnh thì nó sẽ không có hiệu quả tốt như là luyện thiền động trước. Và luyện thiền động trước thì các vị có thể luyện 15 phút thôi nhé. Sau đó là chúng ta sẽ luyện đến thiền tĩnh. Thì một cái bí quyết của tôi đó là luyện thiền động trước thì các vị luyện vào đâu? Thì tôi vẫn quay lại thí dụ là cái quả thận của các vị và các bạn. Thì khi các bạn luyện thiền động thì các bạn hãy luyện luân xa 2, vùng rốn. Thì các bạn hãy tập trung vào dùng đan điền là vùng rốn. Thì khi các bạn tập trung vào được thì khí nó sẽ tự khắc nó sẽ chạy qua hai quả thận. Nó chạy sang cuống gan và nó chạy sang bên ruột già và ruột non. Cho nên là chúng ta sẽ được kích hoạt ở cái khu vực đó. Chúng ta luyện khoảng 15 phút, sau đó chúng ta mới luyện đến thiền tĩnh. Và khi các bạn luyện đến thiền tĩnh thì các bạn tập trung, như tôi đã nói, quán tưởng, hít bằng mũi, thở ra bằng miệng. Nhưng mà khi chúng ta quán tưởng là chúng ta sẽ quán tưởng khí đi vào đỉnh đầu và đến hai quả thận thì chúng ta dừng lại, giữ khí 3 giây, sau đó chúng ta lại thở ra và dần dần đẩy qua đỉnh đầu. Thì cách luyện này thì vừa chữa được bệnh thận nhưng chúng ta lại vừa khai mở được luân xa 7, có nghĩa là 2 trong 1. Bởi vì tôi rất là người rất quý thời gian và muốn rút ngắn thời gian luyện tập. Còn có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều môn phái khác nhau.
hướng dẫn các bạn về luyện khí để chữa bệnh. Nhưng với tôi, đó là chuyên gia cảm xạ năng lượng tại Cộng hòa Ba Lan. Và một cái chứng chỉ rất là đặc biệt, đó là một người chuyên gia cảm xạ đầu tiên trên thế giới là người Việt Nam. Cho nên tôi có những cái phương pháp đặc biệt của tôi riêng. Chính vì vậy mà quý vị nào chưa thử thì các vị cũng hãy thử đã. Và quý vị nào đã tập rồi thì hãy comment cho mọi người để tập theo khi các bạn thành công, khi quý vị thành công. Video này cũng chỉ mong muốn cho đất nước Việt Nam chúng ta, tất cả mọi người khỏe mạnh, luôn luôn có trí tuệ và luôn luôn sẽ có nhận thức đúng đắn về tất cả các năng lượng của vũ trụ có trong xung quanh cuộc sống của chúng ta, có trong thiên nhiên, có trong đá, trong cây. Và chúng tôi sẽ liên tục đăng các video để các vị và các bạn có thể sử dụng đá như nào cho tốt hơn nữa và sử dụng cây trồng như thế nào tốt hơn nữa. Mọi chi tiết có thể liên hệ Zalo với tôi theo hai số điện thoại, đó là 0934 559 559 hoặc là 0981 559 559. Ngoài ra, các trung tâm cảm xạ năng lượng của chúng tôi có được đăng tải trên website, đó là nguyễngocsơn.vn. nguyễngocsơn.vn là viết không có dấu, và .vn là gì? Đó là Việt Nam. Còn Nguyễn Ngọc Sơn là tên của tôi. Thì các vị có thể vào xem nội dung các chương trình học, học phí và các ngày khai giảng có đăng tải trên đó, và địa chỉ rất rõ ràng để quý vị có thể tới học được. Hiện nay qua video này tôi xin thông báo là số điện thoại 0981 559 559 đã bị kẻ gian lấy tên là Nguyễn Xuân Lâm, đang hiện bán hàng trên mạng, đó là bán thuốc kích dục sinh lý nam. Thì tôi xin thông báo là viện chúng tôi không bán những loại thuốc này. Và quý vị nào mà tự dưng thấy có một cái bưu phẩm mà từ Viettel Post mà lấy tên là Nguyễn Xuân Lâm hoặc là một tên nào khác, nhưng số điện thoại là 0981 559 559 của tôi, thì các vị hãy báo cho cơ quan công an gần nhất để bắt đối tượng. Vì hiện nay đối tượng đang dùng địa chỉ cũng ở Hà Nội, nhưng mà chúng tôi đã đưa công an đến nhưng không thấy đúng địa chỉ. Và cái tên Nguyễn Xuân Lâm chắc chắn là cũng không đúng nốt. Còn số điện thoại là số điện thoại của tôi. Cho nên các quý vị và các bạn hãy nhanh chóng để thông báo những việc này đến cơ quan công an xã, công an huyện, công an tỉnh, công an quận. Chia sẻ video này để mong rằng các quý vị các bạn sẽ có một cái phương pháp luyện tập thiền tĩnh cho thật thoải mái và đúng đắn. Còn tuy nhiên, tôi có nhiều phương pháp luyện khác nhau. Quý vị nào yêu thích bộ môn cảm xạ năng lượng, hãy đến các trung tâm, các chi nhánh hướng dẫn cảm xạ năng lượng của chúng tôi để quý vị các bạn sẽ nắm vững rõ hơn. Xin chào, tạm biệt các quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào các video tiếp theo.